Báo cáo, không có gì hết. Xuất phát. Lên xe, mau lên. Mau lên. Lái xe đi. Xuất phát. Chúng ta lại tới muộn. Khốn kiếp. Vậy thôi. Đẹp thật. Đi đâu bây giờ? Tới Sa Mã Điếm. Gì cơ? Các anh còn về Sa Mã Điếm à? Nghĩ cái gì vậy? Người Nhật có thể tới khu chợ phía Nam bắt mọi người, còn không nghĩ tới sẽ tới Sa Mã Điếm à? Sa Mã Điếm mà đóng cửa một cái, các cô muốn chạy cũng không chạy được. Vậy nói xem, không tới Sa Mã Điếm thì đi đâu? Tiên nữ, hay là tới nhà tôi đi. Nhà tôi có đất, vừa rộng vừa lớn. Không được, ai mà biết anh định giở trò gì. Con người của anh nói kiểu gì vậy? Tôi có lòng tốt, muốn cứu mọi người. Đi chứ, sao lại không đi? Đi. Dừng. Dừng xe. Tiên nữ, tới rồi. Đây chính là kho hàng nhà tôi. Được nha, kho hàng nhà anh cũng lớn quá chứ. Cũng thường thôi. Kho hàng kiểu này, nhà tôi có tới mấy cái. Đại bảo, nhà của anh giàu thiệt. Cũng thường thôi. Ngay ra đó làm gì? Mau vào trong đi. Nếu không người Nhật tới bây giờ. Đi thôi. Được. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Đoàn Hoa Dũng. IC. Thật không ngờ các anh lại tự mình nộp mạng. Tôi đang định tìm anh đi. Có ngon thì đấu một trận. Tôi nhất định sẽ giành lại các bát bạc. Được. Hôm nay tôi sẽ cho các người mua sạch vốn. Bày lôi đài chứ gì. Giết hắn, báo thù cho cha. Lên. Chạy thôi, chạy thôi. Chạy. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thầm Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Sư tỷ, người Nhật tới rồi. Chạy đi. Chạy gì mà chạy, có chết cũng phải kéo theo vài tên. Bắt bọn chúng lại. Đi. Phượng cô, mọi người đi trước. Đánh ra. Phượng cô, mau lên. Này, lũ Nhật chúng bay. Chờ tôi với. Long Chiến Hải, phải bắt sống hắn. Dừng. Làm gì vậy? Em phải về đó. Không thể để Long Chiến Hải một mình. Về đó chỉ có con đường chết. Phải, khó khăn lắm chúng ta mới chạy thoát. Sao lại về? Anh tránh ra đi. Người ta cứu chúng ta, chúng ta phải có nghĩa khí. Em quay về. Sao lại dừng? Xuất phát. Đi. Lên. Mau lên. Tôi biết tên tiểu tử này. Anh ta biết bay. Hôm trước anh ta còn đánh IC một trận. Có chuyện gì? Bọn họ treo đầy bơm trên người của cha tôi. Dọa cha tôi tè ra quần. Anh ta dạy IC đánh nhau. Rồi dèo một cái, còn trúng một phát đạn vào chân.
Nói như vậy là Long ca là thật lòng muốn giúp chúng ta. Gì cơ? Long ca, đổi cách xưng hô cũng nhanh quá chứ. Làm sao nào? Nếu anh nghe không thuận tai thì bịt tai lại. Có bịt lại anh cũng cảm thấy khó chịu. Sao tôi nghe cũng thấy khó chịu vậy? Dẹp đi, đều tại anh. Nếu không phải tại anh thì có chuyện gì xảy ra không? Dừng xe, tôi nói cho anh biết, mau xuống xe. Làm gì vậy? Tại anh hết. Sao lại dừng xe? Chúng tôi không cho anh ta đi chung. Bảo anh ta cút đi. Sao anh ta lại ở đây? Sao mọi người lại đi chung Hán Giang chứ? Anh đừng có nói lung tung. Tôi không phải Hán Giang. Cha của anh là Sùng Tái Đức. Cha của anh ta là hội trưởng hội duy trì cho người Nhật. Cha của anh ta chính là tên đại Hán Giang. Bảo sao nhìn anh lắm la lắm lét. Thì ra cha của anh chính là Hán Giang. Tôi không phải con trai của Hán Giang. Đúng, tôi là con trai của Hán Giang. Nhưng mà tôi không phải Hán Giang. Anh không phải Hán Giang à? Vậy tại sao hôm đó lại ném một quả cầu sắt lớn muốn lấy mạng tôi chứ? Tôi chỉ muốn xem anh có bản lĩnh hay không thôi. Bảo sao chúng ta lại rơi vào bẫy? Thì ra là do tên khốn này. Phải đấy, sao mà trùng hợp như vậy? Cha của anh là đại Hán Giang, anh chính là tiểu Hán Giang. Tôi phải đánh chết anh. Phượng cô, đừng có làm giơ tay. Tôi phải lấy mạng của anh. Tôi không phải Hán Giang. Làm gì vậy? Anh mau buông ra. Mọi người nghe tôi nói, tôi không phải Hán Giang. Cha của tôi làm gì cho người Nhật thật, nhưng mà tôi thì không. Vì chuyện này mà tôi còn cãi nhau với cha. Anh nói cái gì? Đại sư huynh, đừng đánh. Nếu anh ta thật sự muốn hại chúng ta thì còn có gan theo chúng ta qua đây à? Nghe đi. Nghe đi. Tôi không phải tới để hại mọi người. Tôi tới là để cứu mọi người. Phía sau còn rất nhiều người Nhật đuổi theo. Mau đi thôi. Nhìn dáng vẻ điên khùng ớt cơ này, tha cho anh ta một lần đi. Ý cô là sao? Anh còn cười à? Mau cút đi. Cút đi. Đi thôi. Tôi thật lòng là muốn tốt cho mọi người. Tôi không phải người xấu. Sùng Đại bảo tôi cũng từng đi học. Tôi biết phân biệt tốt xấu mà. Dừng xe ở đây. Long đại ca. Phượng cô xin được tạ lỗi cùng anh. Cô làm sao vậy? Đừng dọa tôi chứ. Xin lỗi. Trước đây tôi có mắt không trồng, cứ coi như anh là tiểu nhân, như kẻ thù. Cô sáng mắt ra được rồi à? Nhưng mà tôi cũng phải nói trước, EC là của tôi. Cô đừng có xen vô. Mau rời khỏi Bảo Định. Anh nói cái gì? Tôi nghe ý của anh. Anh còn định độc chiếm đầu của EC à? Tôi nói cho anh biết, đừng có nằm mơ. Chúng tôi nhất định phải báo thù, đoạt lại bát bạc. Không sai, báo thù cho cha. Phải, Lưu Khuê. Tôi nói cho anh biết, làm sao nào? Đoàn Hoa Dũng mấy người là đoàn xiếc cuối cùng của Bảo Định. Các anh phải dừng lại. Câu này anh đã nói rất nhiều lần. Muốn chúng tôi làm gà cỏ, đừng có mơ. Được. Được rồi, xem như lần này gặp phải tay cứng đầu rồi ha. Tôi còn chưa nói xong mà, anh đi đâu chứ? Tôi không muốn đi chung với mọi người. Long Chiến Hải, anh đừng có quá đáng. Không có anh, tôi vẫn có thể sống bình thường. Đúng. Tôi khuyên mọi người một câu, đừng có ở lại Sa Mã Điếm. Nếu không sớm muộn gì cũng lộ. Đi. Đi. Coi anh ta kìa, cứ như Đoàn Hoa Dũng chúng ta phải nghe theo anh ta không bằng. Anh ta ra vẻ làm gì chứ? Nhưng mà cũng đúng mà. Chúng ta phải đổi chỗ. Lên xe. Đổi chỗ.
cho hỏi vị nào là Phượng Cô. Là tôi. Tìm tôi có chuyện gì? Chúng tôi là người của Đạo Hương Thôn. Có người đặt điểm tâm cho cô. Điểm tâm? Là ai chứ? Người ta không cho tôi nói. Không nói, vậy thì tôi không nhận. Khiên về đi. Đừng mà. Người ta nói rồi, cô không nhận cũng phải nhận. Nếu không chúng tôi đi chuyến này là vô ích. Điểm tâm là gì? Tức là đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon à? Không được đụng vô. Chỉ biết ăn thôi. Xuống thôi. Mau lên. Mặc kệ anh là ai. Mở ra xem. Không được đụng vô. Xem mọi người kìa. Ai cũng như ai. Chẳng có chút tiền đồ. Tai to. Tai to. Mày giỏi lắm. Sùng thiếu gia, Kỹ tử, thưởng tiền đi. Sao anh lại tới? Cá Trạch, ra ngoài canh chừng xem có người Nhật không. Dạ. Ý anh là sao? Sao mọi người còn không chịu tin tôi chứ? Lại có chuyện gì? Rốt cuộc anh định giở trò gì? Thiếu gia, Phượng Cô, gả cho tôi đi. Cái gì? Hôm nay tôi tới là để hỏi cưới. Chắc là mọi người không hiểu. Tôi là đang học theo người Tây Dương. Người Tây Dương đều cầu hôn cô gái mình thích giống như vậy. Đừng mà, làm gì vậy? Tên tiểu tử nhà ngươi còn dám ảo tưởng à? Cẩn thận, tôi ném anh vào hố. Liên quan gì tới anh chứ? Phượng Cô, tiên tử. Thật mà. Gả cho tôi đi. Ngay cả trong mơ tôi cũng nhìn thấy cô. Thiếu gia ngáo, đầu của anh bị gì à? Sùng thiếu gia, anh nói lung tung cái gì vậy? Tôi không có nói lung tung. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi muốn cưới cô về. Tôi không còn là một tiểu hán giang. Hôm qua tôi đã xem thử một quẻ. Cô đoán xem người ta nói gì. Người ta nói chúng ta có nhân duyên từ kiếp trước. Anh đừng có mơ. Mau đứng lên. Đi đi, cút đi. Anh buông ra. Quân tử động khẩu không động thủ. Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Mất mặt quá đi. Mất mặt cái gì chứ? Để mất người phụ nữ mình yêu mới là mất mặt. Phượng Cô, gả cho tôi đi. Sùng thiếu gia, anh bỏ cuộc đi. Anh lắng tai nghe cho rõ. Tôi nói cho anh biết, trước khi cha tôi qua đời đã hứa gả tôi cho đại sư huynh. Phượng Cô, đừng như vậy mà. Cô gả cho anh ta rồi, vậy tôi phải làm sao? Hơn nữa, trung thân đại sự là do chính mình làm chủ. Cô không thể nghe theo lời của cha. Đại sư huynh, mấy ngày tới chúng ta cũng thành thân luôn đi. Chúc mừng đại sư huynh, tốt quá rồi. Cô không thể lấy anh ta. Phượng cô không được làm vậy. Tiểu hán giang, cút đi. Sư huynh, được rồi. Sùng thiếu gia, tôi không biết anh có ý đồ gì, nhưng mà anh hãy nhớ, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Mau về nhà đi. Đưa thiếu gia của anh về, mau lên. Mọi người tiếp tục luyện công. Thiếu gia, Hỷ tử, quẻ bói hôm qua sao lại không linh chứ? Thiếu gia cậu đừng khóc, chúng ta mau về nhà đi. Tôi không về, về nhà thôi. Sùng thiếu gia, về cẩn thận. Từ từ thôi, thiếu gia, đừng khóc mà. Đi thôi. Thiếu gia, cô không chịu làm vợ tôi, vậy thì nhận tôi làm đệ tử. Đệ tử? Tên tiểu tử này, anh chưa chịu bỏ cuộc à? Anh đừng có xen vô có được không? Phượng cô, tôi thật lòng muốn theo cô học tập kỹ. Cái trò biến ra con gà mái vừa nãy là do tôi tự sáng tạo ra. Cái đó mà cũng gọi là tạp kỹ à? Cái đó tôi chỉ vừa mới nghĩ ra thôi. Còn có thể nâng cao mà. Mọi người đừng cười chứ. Tôi là thật lòng muốn theo mọi người vào Nam ra Bắc. Tôi cầu xin cô nhận tôi đi. Thiếu gia, anh làm gì vậy? Thiếu gia, cậu không sao chứ? Tiểu tử, xương cốt yếu xìu mà còn đòi theo chúng tôi học tạp kỹ à? Phải, mở to mắt ra mà nhìn. Tất cả chúng tôi đều luyện đồng tử công. Có biết chưa? Tôi cũng là đồng tử mà. Thật đấy. Tôi còn chưa đụng vào phụ nữ bao giờ. Còn nói lung tung. Cẩn thận cái miệng của anh.
Đến đồng tử và đồng tử công còn không phân biệt được, còn đòi luyện tập kỹ à? Như vậy, vậy tôi hỏi anh, nghề tập kỹ này của chúng tôi chia ra làm kim, bì, thái, qua, không biết anh muốn học cái nào nhất? Tôi muốn học đánh roi da giống như phượng cô. Được rồi, roi của em. Anh đi đi, tôi không đi, tôi muốn học cuốc roi. Chưa chịu thôi có phải không? Mọi người đừng cãi nữa, trả cho em. Muốn làm đệ tử cũng được. Đa tạ sư phụ. Từ từ, tôi còn chưa ra điều kiện. Được rồi, cô cứ nói. Chỉ cần anh dám giết người Nhật, tôi sẽ nhận anh làm đồ đệ. Được, được gì chứ thiếu gia. Bọn họ muốn chơi cậu, cút đi. Phượng cô, nhưng mà tôi từ nhỏ đến gà còn chưa dám giết, thì làm sao giết người Nhật? Anh xem, tôi biết ngay là anh không làm được. Anh đấy, về nhà đi. Được rồi, tôi sẽ liều một phen. Không phải chỉ là giết người Nhật thôi à? Hỷ tử, đi, chúng ta giết người Nhật. Thiếu gia, tên ngốc này không phải coi là thật chứ? Không sao, anh ta không dám làm đâu. Tai thỏ, nhìn này. Mấy người là ma đói đầu thai à? Chưa từng được ăn ngon sao? Ngon mà, ngon lắm. Thật đấy, đại sư huynh, thật sự rất là ngon. Không tin thì anh thử đi. Ngon hơn đồ ăn của chúng ta. Thử một miếng đi. Anh không ăn, lỡ như có độc thì phải làm sao? Làm gì vậy chứ? Sao anh lại dọa trẻ con? Suốt ngày nghĩ xấu cho người khác. Đại sư huynh, có độc đấy, đừng có ăn. Mấy đứa, lo ăn đi. Không ăn được đâu, đại sư huynh, có độc đấy. Phượng cô, chuyện vừa nãy mà em nói là thật à? Chuyện gì? Chuyện nhận Sùng Đại Bảo làm đồ đệ à? Gì vậy chứ? Chuyện thành thân của chúng ta. Là thật. Vậy khi nào cử hành hôn lễ? Anh nói lúc nào thì là lúc đó. Vậy anh chuẩn bị nha. Có gì mà phải chuẩn bị? Chúng ta cuộn chăn rồi ném vào bếp lò, không phải là được rồi à? Ha ha ha.